Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định nữ Mỹ và nữ Canada thuộc vòng bán kết Olympic nữ 2021. Chuyên gia nhận định nữ Mỹ và nữ Canada so với thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup nữ 2019, giải đấu mà nữ Mỹ đăng quang vô địch. Phong độ của nữ Mỹ tại Olympic 2021 có phần sa sút, lùi lại vòng bảng. Nữ Mỹ chỉ có một trận thắng, hòa một và thua một lần, qua đó đứng nhì bảng G. Tại vòng tứ kết, đội bóng xứ cờ hoa phải cần tới sự may mắn mới có thể vượt qua nữ Mỹ Hà Lan. Theo đó, nữ Mỹ và nữ Hà Lan cầm chân nhau với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu. Sau đó, các cô gái Andonoki chỉ giành vé đi tiếp vào bán kết với chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu 11m. Trước màn trình diễn thất thường kể trên, người hâm mộ không quá bất ngờ nếu nữ Mỹ sẽ có một trận bán kết nhọc nhằn và cần hơn 90 phút chính thức để đánh bại nữ Canada. Bên phía đối diện, nữ Canada chỉ giành vé đi tiếp vào bán kết nhờ đánh bại đối thủ sau những loạt liên lưu. Nhưng đối thủ mà nữ Canada vừa đánh bại ở vòng tứ kết là nữ Brazil, một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Trên con đường tiến vào bán kết, các cô gái nữ Canada chưa từng nếm mùi thất bại dù chạm mặt đối thủ đáng gồm nữ Nhật Bản, nữ Anh hay nữ Brazil. So kèo nữ Mỹ và nữ Canada, với tâm thế đội bóng cửa dưới, nữ Canada là cái tên đáng tin trong mắt các nhà đầu tư. Bằng chứng là họ thắng kèo tới 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 trận đá đấu tại Olympic 2021. Trái ngược, các cầu thủ Mỹ liên tiếp khiến người hâm mộ thất vọng với phong độ nghèo nàn. Đáng chú ý, nữ Mỹ có duy nhất một trận thắng kèo châu Á tính từ vòng bảng tới nay. Nhận định bóng đá hôm nay, cặp đấu nữ Mỹ và nữ Canada, tỷ lệ nữ Mỹ và nữ Canada 0-3/4, tỷ lệ 2-3/4. Chuyên gia nhận định nữ Mỹ dương 3/4. Dự đoán kết quả chung cuộc nữ Mỹ và nữ Canada hòa 1-1. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.